ngày càng có nhiều người đi du lịch khắp nước Nga và khám phá nhiều địa điểm thú vị cũng như những cảnh đẹp thiên nhiên đáng chú ý. Hồ nước là một kho báu thiên nhiên tặng cho đất nước xứ Bạch Dương bởi phong cảnh và sự hùng vĩ. Nhiều hồ nước trong số đó rất lý tưởng để câu cá và giải trí tích cực. Một số khác được bao phủ bởi những truyền thuyết cổ xưa và chính vẻ đẹp của chúng đã truyền cảm hứng bình yên trong tâm hồn du khách. Hoài Niệm Liên Xô trân trọng giới thiệu top 10 hồ nước đẹp nhất ở Nga với hy vọng mang đến cho bạn một trải nghiệm thú vị và bổ ích để bồi hồi, để lắng đọng trong suốt cuộc đời. Vị trí thứ 10, hồ Bersenadak, vùng Krasnada. Vùng Bersenadak nằm ở phía đông nam của Andigay, gần biên giới với vùng Krasnada, được người dân địa phương gọi là lưỡi liềm Kapkazer và coi là rất linh thiêng. Bersenadak được dịch từ tiếng địa phương có nghĩa là giếng đẹp, một hồ nước hình lưỡi liềm ẩn mình giữa núi Bersenkosu và dãy núi Ostenovsky. Hồ Bersenadak rất thú vị, mặc dù hồ nước không sâu cho lắm, nhưng nước thì luôn trong vắt và không ai có thể giải thích lý do vì sao điều này lại xảy ra. Hồ được bao quanh bởi những thảo nguyên cỏ trên núi cao và là một thiên đường thực sự vào mùa hè. Cách đi đến đây, đi bằng ô tô hoặc xe buýt từ Krasnada, sau đó thì đi bộ đến dãy núi Ostenovsky. Vị trí thứ 9, hồ Jaglandan, vùng Magadan. Hồ Jaglandan nằm ở vùng Magadan, là một trong những hồ đẹp nhất ở Việt Đông. Hồ Jaglandan được bao quanh bởi những ngọn đồi Kalima, rừng núi tuyết tùng và rừng rụng lá, tạo thành một công viên tự nhiên cùng tên. Có hai phiên bản về nguồn gốc của cái tên khác thường như vậy đối với nước Nga. Phiên bản chủ đạo, những người phát hiện ra hồ đã tìm thấy cuốn tiểu thuyết Martin Eden của Jaglandan trên bờ. Theo một phiên bản khác, các nhà thám hiểm địa chất đầu tiên bày tỏ quan điểm muốn đặt tên hồ để vinh danh nhà văn người Mỹ. Nên đến hồ Jaglandan vào mùa thu, đặc biệt chàng nào muốn thể hiện tình yêu với người đẹp, kiểu như anh muốn chết như mùa thu nước Nga. Cách đi đến đó, đi dọc theo đường cao tốc Kalima đến làng Yagonoye và việc còn lại đơn giản như một nốt nhạc. Vị trí thứ 8, hồ Xanh, vùng Bacandino, Pancaria. Hồ Xanh là một tên gọi khác của hồ Cheriken, là một trong nhóm 5 hồ có nguồn gốc từ núi đá vôi ở vùng Kerensky của Bacandino, Pancaria. Thú vị và bí ẩn nhất trong đó là hồ Cheriken, tức là hồ Xanh, với một số đặc điểm độc đáo. Hồ rất nhỏ, diện tích chỉ hơn 2 hectare một chút, nhưng độ sâu là 279m. Và hơn thế nữa, đây là hồ núi đá vôi sâu thứ 2 trên thế giới và là một trong 10 hồ sâu nhất ở Nga. Thêm vào đó, hồ nước có màu xanh dịu hoặc xanh lam rất đẹp, tùy thuộc vào điều kiện của thời tiết, độ trong suốt có thể nhìn thấy ở độ sâu 20m. Nhiệt độ ổn định quanh năm là 9 độ. Rất có nhiều truyền thuyết gắn liền với hồ, cho nên tại sao Cheriken, tức là hồ xanh, là hoàn ngọc của Bacandino, Pancaria và là một điểm thu hút khách du lịch. Cách đến đó, đi bằng ô tô, hồ xanh nằm cách Nankic, thủ đô của nước Cộng hòa Bacandino, Pancaria chỉ 60 km. Vị trí thứ 7, hồ Sen, vùng Volgograd. Ở vùng Volgograd, hồ Sen thu hút du khách có tâm hồn lãng mạn. Hồ nhỏ nhưng rất kỳ lạ, tại sao lại có hồ sen ở nước Nga? Vì xét cho cùng, người ta thường thấy hoa sen ở các nước châu Á. Có rất nhiều phiên bản về sự xuất hiện của hồ này. Lãng mạn nhất trong số đó là nói rằng đây là món quà của một người dân địa phương dành cho người vợ yêu quý của mình. Sen ở trên hồ ở vùng đồng bằng ngập nước Volga Aktuba từ lâu đã trở thành một kỳ tích hàng năm của dân địa phương. Người ta đến với hồ sen để chiêm ngưỡng và ghi lại ấn tượng. Những bông sen xinh đẹp tỏa sắc hồng, tỏa ra sự tĩnh lặng và mang đến cho những ai chiêm ngưỡng vẻ đẹp và nguồn năng lượng nội tâm. Tuy nhiên, nếu bạn muốn ngắm cảnh hoa sen nữ thì tốt nhất nên đến đây vào tháng 8 hoặc tháng 9. Cách đến đó,
đi bằng ô tô từ Volgograd dọc theo đường cao tốc Krasnaya-Slabodsk-Sredchaya-Aktuba. Vị trí thứ 6, hồ Seydo Zero, vùng Murmansk. Bán đảo Kola nổi tiếng không chỉ với dãy núi Khibini, làng Tebibirka hay khu bảo tồn thiên nhiên Lapland, mà còn nổi tiếng bởi hồ Seydo Zero huyền bí. Sei có nghĩa là linh thiêng trong tiếng Sami. Các nhà nghiên cứu về hồ nước đang tìm kiếm nguồn gốc của nền văn minh cổ đại huyền thoại Hyperborea gần hồ. Khía cạnh khoa học thấy nơi đây có sự sáng tạo của thiên nhiên và tin rằng hồ hình thành trong miệng núi lửa đã tắt. Những người khác cho rằng hồ có nguồn gốc nhân tạo và có những khoảng trống ở đáy dẫn đến đáy thứ hai. Những người hâm mộ điều bí ẩn tiết lộ lý thuyết này cho rằng những đường hầm này đã được sử dụng bởi đại diện của một nền văn minh phát triển cao sống trên bán đảo Kola. Không phải vô cớ mà hồ Seydo Zero còn được coi là trung tâm của nền văn minh bí ẩn Hyperborea. Cách đến đó, đi từ thành phố Murmansk bằng ô tô dọc theo đường cao tốc liên bang M18. Vị trí thứ 5, hồ Enton, vùng Volgograd. Ngày nay, các nhà ngôn ngữ học không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi tại sao hồ Enton lại có tên như vậy. Theo một phiên bản, nó xuất hiện từ tiếng Mông Cổ Antinor, có nghĩa là mỏ vàng. Và theo một truyền thuyết khác, hồ chứa được đặt theo tên của nhà hàng hải và nhà ngoại giao người Anh John Enton. Vào năm 1741, ông đã khám phá và phát hiện ra đặc tính chữa bệnh của vùng nước khoáng này. Hồ Enton là hồ khoáng lớn nhất châu Âu và chắc chắn nằm trong top hồ nước đẹp nhất nước Nga, lấp đầy bằng dung dịch muối bảo hòa gấp 1,5 lần so với biển chết. Đây là một sự sáng tạo tuyệt vời của thiên nhiên. Bờ hồ rải rác những tinh thể vũ lấp lánh và mặt nước, tùy thuộc vào ánh sáng, có màu hồng nhạt, màu vàng, màu đỏ, mà thậm chí là có cả màu tím. Cách đến đó, đi đến hồ Enton bằng tàu hỏa từ Moscow đến Makhachkala hoặc Astrakhan, sau đó đi xe buýt đến trung tâm Volgograd. Nhưng mà cách hoàn thiện nhất đến đó là đi bằng ô tô từ Saratov. Vị trí thứ 4, hồ Kezenoy Am, vùng Chechen. Hồ Kezenoy Am chắc chắn được đưa vào danh sách những hồ đẹp nhất ở Nga, được mệnh danh là viên ngọc trai của dãy núi Chechen. Hồ này nằm ẩn mình giữa biên giới Dagestan và Cộng hòa Chechen. Vào mùa xuân và mùa hè, nước ở đó có màu xanh và trong vắt. Còn vào mùa đông, hồ được bao phủ bởi lớp băng trong suốt. Hồ Kezenoy Am với sự đa dạng thực vật tuyệt vời bao quanh, những đồng cỏ dưới núi cao tươi tốt với thực vật và khí hậu thuận lợi cho các loài thực vật quý hiếm phát triển. Có hơn 20 loài thực vật đang được bảo tồn, cho thấy tầm quan trọng của khu vực này đối với đa dạng sinh học. Ở đây, bạn có thể tìm thấy những loài cây phổ biến trên đồng cỏ núi cao. Màu sắc của chúng tạo nên một cảnh quan hấp dẫn. Hồ Kezenoy Am là nơi sinh sống của cá hồi Aesenam, được liệt kê trong sách đỏ của Nga, và trung tâm giải trí nằm trên bờ hồ khiến Kezenoy Am trở thành điểm lý tưởng cho du khách. Cách đến đó, hành trình từ Groznyi bằng ô tô sẽ mất hơn 2 giờ dọc theo đường Sarskaya và 20 km dọc theo con đường ngoằn ngoèo đi trên núi. Vị trí thứ 3, hồ Ladoga, vùng Leningrad. Hồ Ladoga nằm ở Karelia và vùng Leningrad, là hồ nước ngọt lớn nhất ở châu Âu và sâu thứ 8 trên thế giới. 35 sông suối chảy vào Ladoga với 50 loài cá sống ở đây. Hồ có diện tích khoảng 18.000 cây số vuông và là hồ có độ sâu lên tới 230m. Hồ Ladoga có lịch sử phong phú và thú vị. Trên bờ hồ có nhiều di tích thiên nhiên độc đáo cũng như kiến trúc cổ xưa. Trong nhiều thế kỷ,
Hồ đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử và văn hóa của các dân tộc sinh sống trên bờ hồ. Đó là tuyến đường thủy để buôn bán và trao đổi hàng hóa giữa Scandinavia và Đông Âu. Người Varangian sử dụng tuyến đường thủy trên hồ để đi lại và buôn bán. Còn cư dân xung quanh đã phát triển đánh bắt cá và nông nghiệp. Khi thời tiết tốt, hồ có vẻ rất trong và vào mùa đông nó chỉ đóng băng vào những ngày băng giá nhất. Cách đến đó, đi từ ga Finlandski hoặc Baltic ở Saint Petersburg bằng ô tô theo đường cao tốc Rehbovskoye. Vị trí thứ hai, hồ Malinovo, vùng Altai. Altai gọi là vùng đất của ngàn hồ, và hồ Malinovo gần làng Mikhailovskoye có thể được coi, nếu không nói là đẹp nhất ở Nga, thì trong mọi trường hợp là một trong những nơi khác thường nhất. Như bạn có thể đoán từ cái tên, nước trong hồ có màu đỏ thẫm, tùy thuộc vào thời tiết. Nó có thể có màu hồng nhạt hoặc màu dâu tây tươi sáng. Màu sắc độc đáo của hồ là do vi khuẩn và tảo sống trong hồ tạo nên. Trong suốt cả năm, tông màu của hồ trải qua những thay đổi vào mùa xuân, đặc biệt là vào buổi sáng, màu đỏ thẫm của nước trở nên sáng và bảo hòa. Còn vào mùa thu, nó chuyển sang màu nâu. Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch hồ là từ tháng 6 đến tháng 9. Vào mùa hè, màu hồng nổi tiếng xuất hiện trong hồ. Còn vào mùa thu, nước trong hồ chuyển sang màu nâu xám. Muối và bùn khoáng của hồ có tác dụng chữa bệnh. Cách đến đó, đầu tiên đến Paranaun bằng tàu hỏa hoặc máy bay, sau đó đi bằng ô tô hoặc xe buýt đến Mikhailovsky, rồi đi xe buýt tới hồ Malinovo. Vị trí số 1, hồ Baikal, vùng Siberia. Hồ Baikal đứng đầu danh sách các hồ đẹp nhất ở Nga. Hồ nước có hình lưỡi liềm khổng lồ, giáp với vùng Irkutsk và Cộng hòa Buratia. Hồ Baikal vẫn ẩn giấu bí mật về nguồn gốc của nó. Các nhà nghiên cứu thường tranh luận độ tuổi của nó và đi đến kết luận nó ít nhất 25 hoặc 35 triệu năm tuổi. Đây cũng là hồ sâu nhất thế giới. Đáy ở phần sâu nhất của nó nằm dưới mực nước đại dương thế giới và là hồ nước ngọt lớn nhất lục địa. Baikal thực sự tuyệt vời. Vào mùa xuân, nước trong hồ trở nên trong xanh và trong suốt. Vào mùa hè và mùa thu, nó chuyển sang màu xanh lục. Và vào mùa đông, Baikal phủ băng là nơi hoàn hảo để trượt băng. Hồ Baikal hùng vĩ đến mức nó thường được gọi là biển Siberia. Năm 1996, hồ Baikal được UNESCO công nhận là di sản thế giới, không chỉ do hệ sinh thái độc đáo cần được bảo tồn, mà nơi đây còn tập trung nhiều di tích lịch sử và kiến trúc, chưa kể các di tích thiên nhiên và văn hóa. Cách đến đó, đi bằng máy bay đến Irkutsk, bằng tàu hỏa hoặc ô tô dọc theo đường liên bang M7 hoặc M53. Bạn hãy theo dõi các video tiếp theo trên kênh Hoài niệm Liên Xô để có thêm thông tin về đất nước và con người Xô Viết, đồng thời lưu lại những khoảnh khắc hoài niệm, những dấu ấn sâu lắng trong lòng của nhiều thế hệ người Việt đã từng gắn bó những năm tháng tuổi trẻ của mình tại Liên Xô. Chúc bạn luôn vui vẻ.